đạp thể thao VIP.com xin chào bạn. Shop xe đạp thể thao VIP, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, luôn cam kết mang lại cho khách hàng những chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Tại shop thì luôn có đủ size, đủ màu, đủ xe của nhiều thương hiệu, đủ chủng loại, nhiều cấu hình, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và anh Trương sáng nay liên hệ với shop và trao đổi. Chào shop, tôi ở Đắk Lắk, có người bạn giới thiệu shop tôi muốn mua Savaro 6 size 50 đỏ trắng, shop còn hàng không, giá bao nhiêu? Vâng, Savaro 6 thì shop đang có đủ màu và đủ size, có 3 size, size 48, size 50 và size 52 cùng với 4 màu. Màu đỏ trắng, màu đen đỏ, màu đen ghi và màu đen vàng. Với cấu hình tuyệt đỉnh full carbon và full loop Shimano 105 R7000. Và sau khi nhận đầy đủ thông tin cùng với cơ chế từ shop xe đạp thể thao VIP.com gửi đến anh thì anh đã chốt chuyển cọc luôn 1 triệu đồng và khi nhận xe sẽ trả nốt số tiền còn lại. Vâng, anh dặn tôi chuyển một cọc rồi, nhận hàng sẽ thanh toán đủ, nhớ size 50 màu đỏ trắng nghe. Vâng, rất nhanh chóng và đơn giản đến như vậy. Nên nếu bạn đang cần tìm mua xe hay những máy và liên hệ trực tiếp với shop xe đạp thể thao VIP.com qua số điện thoại hotline 0983315936. Shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Dù bạn ở bất cứ nơi đâu đến với shop mua xe đạp online rất đơn giản và dễ dàng. Và đây chính là Savaro 6 màu đỏ trắng xe 50 của anh Trường, shop sẽ kiểm tra ngay sau đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Vâng, Savaro 6 từ khi ra mắt tại thị trường Việt Nam đã cuốn hút rất nhiều người chia sẻ và với hãng Savaro, hãng đang dẫn đầu về dòng xe đạp carbon. Vâng, Savaro 6 màu đỏ trắng size 50 và size được ghi ở đây bạn nhé. Hàng nhập về tới Việt Nam thì nguyên thủ nguyên chiếc như đa nguyên kiện như này. Vâng, màu đỏ trắng size 50 chính xác rồi. Với cấu hình full carbon gồm khung carbon, càng carbon, cọc in carbon, vành bằng carbon, tay lái bằng carbon. Vâng, hãng Sava thì sử dụng sợi carbon Mark T800 của nhà máy Toyota Nhật Bản sản xuất tại chiếc khung càng này và bảo hành cho người sử dụng uy tín từ hãng lên tới 60 tháng, tức là 5 năm cho người sử dụng. Sava Germany, thương hiệu của Đức. Vâng, màu đỏ trắng, các vành bánh 700, vành carbon cao 5cm. Và rất chuốt, lốp sử dụng lốp Ultra Sport 700x25 và sử dụng full loop của Nhật Bản, đó chính là Shimano 105 R7000 gồm tay đề số, tay đề nắp, phanh trước phanh sau Shimano 105 R7000, gạt đĩa gạt lít Shimano 105 R7000, đuôi đĩa 105 R7000, mít thảm 11 tầng Shimano 105 R7000 và chạy đồng bộ như này thì tuyệt vời, đồ của Nhật thì không chê vào đâu được. Và với bộ chuyển động Shimano 105 R7000 này được người sử dụng xe đạp thể thao tại Việt Nam rất ưa chuộng bởi sự bền bỉ, sự ổn định của nó. Và bạn muốn xem chi tiết cấu hình của Savaro 6 có thể truy cập trong web xe đạp thể thao VIP.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video này. Shop đã dựng đủ màu review chi tiết. Vâng, và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc cần tư vấn thêm hay liên hệ trực tiếp với shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo ở 0 giờ, 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.